Ôi trời, mới giờ đã tôi rồi. Trịnh Nam Nam, muốn trách thì phải trách số cô xui. Đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, đây là phần thưởng công chúa ban. Tạ ơn đi. Uống, uống cho ta. Tránh ra. Trợ lý riêng hệ thống game đã online. Nó bé thôi, có cần gắn loa cho Mi luôn không hả? Giờ mời bạn chọn gói giọng địa phương mình muốn tải về. Có giọng Hà Nam. Giọng Hà Nam. Tải xong, đằng này không phải thú triệu hồi đâu. Đằng này chỉ truyền đạt ý kiến khán giả, không lo phần cứu mạng. Nói coi tôi mà chết ở đây thì có hậu quả gì? Đằng ấy mà ngõm trong game thì nhiệm vụ chính từ cung nữ đổi đời thành hoàng hậu không thể hoàn thành, sẽ bị cưỡng chế offline. Tôi muốn khiếu nại. Nhiệm vụ của tôi không phải là hoàng hậu à? Sao mới vào đã bắt gặp trưởng công chúa tạo phản? Thế chẳng phải cố ý đẩy tôi vào hố lửa sao? Vì ngoài nhiệm vụ đằng ấy phải làm hoàng hậu, mọi tình tiết trong game đều do khán giả quyết định, nên khán giả đã nhận được phần rap beat của đằng ấy và mau chóng trả lời. Khán giả muốn đằng ấy dừng ở đó chờ trưởng công chúa tới bắt. Gì? Ơ này, họ có ý đồ gì vậy? Từ chối yêu cầu của khán giả là thua nhiệm vụ đó. Không làm xong trong 3 giờ là bị phạt đó. Quá đáng rồi. Mấy người hống hớt tôi chịu trận. Xách lồng đèn chạy trốn đúng là độc đáo. Ui, sơ suất rồi. Đừng sợ. Sống còn trong nghịch cảnh là tiêu chuẩn làm nữ chính. Chinh phục cô ta. Trưởng công chúa tha mạng. Tha mạng ngươi cũng được. Nói ta biết, ngươi làm sao biết được bí mật của ta? Nếu ta nói ta biết tiên tri, người tin không? À không không không, trưởng công chúa nghe ta giải thích. Thực ra ta được trời cử đến giúp người đăng cơ. Cử người tới giúp ta đăng cơ. Ông trời thù hằn gì ta lắm à? Trưởng công chúa phải tin ta. Có ta đây, thu phục hoàng thượng không phải vấn đề. Nữ hoàng người đăng cơ càng là chuyện dễ ợt. Nói coi, ngươi định giúp ta thế nào? Người không thấy biến cố quyền vũ môn, huynh đệ bất hòa tạo nên minh quân một thời. Người đang xem loạn tỉnh nan, Yên Dương dùng dị nhân thuật sĩ mở ra cục diện thịnh thế vĩnh lạc. Người nghĩ kỹ xem, Cửu Long đoạt đích là trận chém giết loạn xạ, mà Tứ Gia lại giành được ngôi. Người có biết thế là gì không? Người nói xem. Chứng tỏ người muốn làm hoàng đế thì phải làm hoàng đế trước. Nhưng người muốn làm hoàng đế thì phải giết vua trước. Nhưng trưởng công chúa tin ta đi, giết vua. Ta không bao giờ tin lời hứa suông của một ai. Mạng ngươi chỉ kéo dài được một tháng. Nếu ám sát hoàng đế thành công, ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Đảm bảo kể từ nay, ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý đếm không hết. Chỉ thế mà còn đòi làm nữ chính, sống trong nghịch cảnh nữa chứ? Ta khinh. Cơ mà mình cũng có thể đẩy lui làm tiếng. Chỉ cần cho mình nửa tháng, chờ mình làm xong nhiệm vụ chính làm hoàng hậu, thuốc độc ai sợ ai chứ?
cùng với kỹ thuật vượt thời không ngày càng thuần thục, tính năng của nó đã được vận dụng tới các tầng lớp xã hội mà chỉ Nam Tình Yêu siêu thời không được sinh ra dưới trướng tập đoàn CSK, là một tựa game đáp ứng nhu cầu yêu đương của các chị em phụ nữ. Ký hợp đồng rồi, tựa game này có thể nói là rất được mọi người chú ý. Là streamer hết thời top đầu tiên vào game livestream, cô có hot lên lại được không là nhờ vào lần này. Nhiệm vụ của cô là lật ngược tình thế từ cung nữ lên làm hoàng hậu. Chỉ được thành công, không được thất bại. Là trò giặc cung đấu thôi mà, sao thất bại được? Còn một điều, khán giả có thể đưa ra yêu cầu nhỏ. Theo tình tiết phát triển, cô cũng phải đáp ứng. Khán giả có mắt không trồng, giờ bị tôi giả mặt đi. Quả nhiên, khán giả kỳ này thất đức quá. Để bản thân thắng mà cho mình đáp xuống nơi trưởng công chúa ủ mưu tạo phản luôn. Mình không tin, họ còn ra chiêu gì ác ôn hơn được. Là hệ thống, đằng này phải nhắc đằng ấy. Dù khán giả có chiêu gì ác ôn, đằng ấy cũng phải làm. Điều này đã được quy định trong hợp đồng, còn chơi thế nào được đây? Mời nhìn bên phải của bạn. Hoàng đế kỳ yến, tốt quá rồi. Giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần mình bỗng xuất hiện thì có thể diễn màn năm đó mưa qua hạnh bay bay. Chúng ta vừa gặp đã yêu. Ai đó làm gì vậy? Thôi toan, không giống để thường gì hết. Nhiệm vụ chắc sắp hỏng, bị cũng chơi offline mất thôi. Cô lắm là lắm lét ở đó nhìn trẫm cả buổi rồi. Tới ám sát à? Sao ngài biết? Ý ta là ta không phải tới ám sát. Ta vậy là giả bộ tình cờ gặp, muốn làm trẫm vừa gặp đã yêu. Thế mà ngài cũng biết. Cô nghĩ nhảy từ đây xuống thì sẽ thế nào? Hoàng thượng, ta nghĩ tội ta không tới mức chết nát như tương, thảm khốc thế chứ hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài nhìn ta đi, nhìn ta đi. Tốt xấu gì ta cũng xinh đẹp thế này, ngài nhìn ta một cái đi. Nhìn đi. Hoàng thượng, ngài không được điên nhé. Tuy ta là thích khách, nhưng ta không muốn giết ngài đâu. Ta còn muốn kết hôn làm hoàng hậu của ngài. Cô có phải do tỷ tỷ ta trưởng công chúa Chân Bình cử tới không? Người khăng khăng muốn giết trẫm chỉ có trưởng công chúa thôi, nhưng tỷ ấy lại cử cô. Cái người thế có thành công được không? Ngài biết trưởng công chúa muốn tạo phản, ngài không xử cô ấy, còn chờ cô ấy tới giết ngài. Ôi trời, chuyện chẳng mong nhất đời này là trưởng công chúa ám sát. Người này không có bệnh gì chứ? Xét thấy cô được trưởng công chúa cử tới ám sát, để cô tiện bề ám sát mọi lúc. Cô làm thích khách thân cận của trẫm đi. Hoàng thượng, ta không muốn giết ngài, ta chung phe với ngài mà. Hoàng thượng, ngài phải tin ta. Tiến triển thế nào rồi? Ta vừa gặp hoàng thượng là đã bị nghi ngờ, suýt chút là bị giết. Nhiệm vụ này e là cô đã hứa với công chúa phải hoàn thành nhiệm vụ, dù có chết cũng phải hoàn thành. Đừng quên, mạng cô nằm trong tay công chúa. Ngài nghe thấy chưa?
Nói vậy, cô thực sự không có ý tới ám sát. Vậy mục đích thật sự của cô ấy rốt cuộc là gì? Dỗ mông hắn. Khán giả quyết định. Giờ mục đích của đằng ấy là dỗ mông hoàng thượng. Là gì nhỉ? Nhưng Trẩm vẫn không hiểu. Cô đã trúng độc của tỷ ấy mà vẫn kiên quyết không giết Trẩm. Vì chỉ khi ngài sống ta mới làm được hoàng hậu, ta mới hoàn thành nhiệm vụ chính được thiếu niên à. Đừng lề mề, mau sờ mông đi, sắp hết giờ rồi. Sao? Lý do này khó nói đến thế sao? Vì ta muốn dỗ mông ngài. Nói năng cho đàng hoàng, không thì ném câu xuống hồ cho cá ăn. Thôi được, ta nói thật. Vì ta nghĩ theo trưởng công chúa tạo phản không có tiền đồ, chỉ có bảo vệ hoàng thượng mới là ánh sáng chính đạo. Ngoan cố ngu xuẩn. Trịnh Nam Nam chọn Trẫm, cô sẽ hối hận. Ta vẫn không hiểu. Hoàng thượng đã biết trưởng công chúa muốn tạo phản, ngài không hỏi tội, còn chờ cô ấy tới giết ngài à? Tại sao ta phải hỏi tội tỷ ấy? Ta còn mong tỷ ấy tạo phản kìa. Với lại cô phải có bản lĩnh, giết được Trẫm rồi nói. Thiếu niên, nói ra bí mật của mình đi. Làm gì thế? Giỏi trò lưu manh à? Đừng. Không thể giỏi trò lưu manh thì giết người diệt khẩu à? Đừng sợ, ta đâu có đâm cô. Mở mắt ra, ta làm ảo thuật cho cô coi. Mở mắt ra. Ngài, sao ngài có tấm thân bất tử trong truyền thuyết vậy? Mọi việc phải kể từ phụ hoàng và mẫu hậu Trẫm. Năm Trẫm 13 tuổi, họ vì tự do đã nhường hoàng vị cho ta. Không ngờ cũng vì thế mà bị trưởng công chúa ghim thù. Hoàng vị này ta có thể kế thừa. Vậy nên Trẫm đã bắt đầu xử lý điều chính. Trong cung có trưởng công chúa dồn ép, cộng thêm triều thần Dương hầu làm khó đủ điều, nên Trẫm chỉ đành cần mẫn xử lý triều chính. Hai người, chỉ thiếu một chút. Lại đi không sao, lại đi. Người ném đi, đưa ta. Ngày đêm chăm lo việc triều chính khiến Trẫm ngưỡng mộ tất cả những người được tự do. Lại lần nữa, Trẫm muốn được nghỉ ngơi tử tế. Hoàng thượng đến lúc lên triều rồi, nên Trẫm nảy ý ngã bệnh. Phong Hàn ngắm vào người cho Trẫm bệnh đi, để ngã bệnh. Trẫm đã nghĩ hết cách cho Trẫm bệnh đi, nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược. Chẳng những Trẫm không bệnh mà tinh thần càng tốt hơn. Để được nghỉ ngơi, Trẫm từng muốn nhường ngôi cho trưởng công chúa, nhưng nào ngờ tỷ ấy không được quần thần tin phục. Giận may lại kém tới khó hiểu. Nói cụ thể tí đi, ta muốn nghe. Lần đầu tỷ ấy ủ mưu tạo phản, đã gặp phải mưa to ngàn năm mới có. Tỷ ấy dẫn binh đi ép thoái vị, nhưng không biết bơi. Sau cùng Trẫm phải vớt tỷ ấy lên. Lần thứ hai ở đại hội tuyên thệ, trước khi xuất quân, tất cả trúng rượu độc. Lần thứ ba cũng là lần cuối cùng đã bị cô bắt gặp. Đúng là người xui xẻo ý chí kiên cường trời chọn. Phụ hoàng từng nói thiên hạ đều là cốt lõi. Nếu Trẫm tùy tiện nhường ngôi, chỉ e sẽ khiến giang sơn lung lay, bách tính bất an. Bảo sao ngài lại chống đối thế? Tối ngày mong trưởng công chúa tạo phản. Trẫm chỉ mong tỷ ấy mạnh mẽ độc lập, phá tan gông cùm ông trời đeo cho tỷ ấy, tạo phản thành công. Nhưng Trẫm rất muốn nhường ngôi cho tỷ ấy. Có điều ta vẫn không hiểu chuyện này. Hoàng thượng đã biết ta là người của trưởng công chúa, tuy ta bị ép, nhưng sao ngài vẫn chịu tin ta? Nói ta biết bí mật quan trọng thế.
Ta cũng không biết. Vừa gặp cô đã tin tưởng cô rồi. Chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu? Trẫm còn chưa hỏi cô, cô không biết trẫm thì biết ăn nói sao với trưởng công chúa? Độc của cô giải sao? Chuyện này ta nghĩ xong rồi. Nói xem, hoàng thượng phong ta làm hoàng hậu đi. Chỉ cần ta làm hoàng hậu, trưởng công chúa còn dám giết ta sao? Hai ta mới quen không lâu, sao có thể tùy tiện bàn chuyện cưới gả? Cô là nữ tử, sau này không được nói lời ngã ngớn thế. Thôi được rồi, ngài không cưới ta cũng được. Nhưng nói thật, ngài có thể cho ta sờ mông vua tí không? Người đâu? Làm mồi cho cá. Quá đáng quá thể. Tiểu thập ra đây cho ta. Vì đằng ấy chưa hoàn thành yêu cầu của khán giả sợ mong hoàng thượng. Đây là cơ chế phạt của game. Tất cả đồ ăn sẽ biến mất. Hiệu lực trong 3 ngày nhé. Còn nữa nhé. Có tin tôi tẩn cho không? 3 ngày. Các người muốn tôi chết đói à? Nên mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mới là lựa chọn hàng đầu. Nghĩ ra phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ chưa? Tôi nghĩ ra rồi. Vừa phải giữ mạng Kỳ Yến, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ chính làm hoàng hậu, thì chỉ có một cách. Đó là đóng giả thành thật. Cô muốn đóng giả thành thật với ai? Tất nhiên là với hoàng thượng rồi. Cô lại muốn làm gì? Ta muốn hoàng thượng chơi một trò với ta, giả vờ bị ta ám sát, để đạt mục đích lừa trưởng công chúa lấy thuốc giải. Dù sao ngài cũng có tấm thân bất tử mà. Được thôi. Cô muốn ám sát trẫm thế nào? Chuyện này đưa đây. Trịnh Nam Nam, cô đừng có chạy. Đợi đã, cô đang làm gì thế? Có cần phải thật vậy không? Người của trưởng công chúa đang nhìn đó. Diễn thật tí. Hoàng thượng, ngài đừng hận ta nhé. Xuống suối vàng bình yên nha hoàng thượng. Đừng la, là chẳng. Lấy được thuốc giải chưa? Chưa, chưa tới giờ sao đưa ta được? Ngài làm hoàng đế sao mà còn giả ma vậy? Chậm đói trong người, mới về đây. Ngày đó thì tìm ta làm gì? Cô hại chậm thảm thương thế này, chậm không cần mặt mũi à? Đi 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 đi, kiếm đồ ăn cho chậm. Hôm nay cô làm rất tốt, trưởng công chúa rất vui. Thuốc cô, chăn của cô, Tịnh Thủy tỷ tỷ, tỷ nghe ta giải thích, buông tay ra. Ta với tên đàn ông này trong sạch, nghe ta nói đi. Cô nói rõ cho ta, rốt cuộc là sao? Ta quả thật đã chôn ngày ấy, nhưng không ngờ ngày ấy lại quay về, còn trèo lên giường ta như hồ ly tinh vậy. Nhưng mà may là ngày ta không nhận ra thân phận tỷ tỷ. Tỷ đừng để lộ đấy. Ý cô là hoàng thượng để mắt cô? Cô tưởng nói gì ta tin nấy à? Cho cô biết, đừng có giở trò với ta, không thì trưởng công chúa không tha cho cô đâu. Dân dân dân, ta tuyệt đối không dám giở trò. Hành động phía sau sắp xếp xong rồi, xin trưởng công chúa chờ tin tốt của ta.
Cô tưởng lừa công chúa như vậy không sợ sau khi tỷ ấy phát hiện không lấy được thuốc giải à? Tất nhiên ta sợ rồi, nên mới nhờ ngài phong ta làm hoàng hậu, mà ngài đâu có chịu. Có làm hoàng hậu hay không không quan trọng, giờ mọi người muốn xem trò hoàng đế tự sát. Hành động phía sau của cô là gì? Trẫm hoàn thành cùng cô. Trò hoàng đế tự sát. Đủ rồi đó. Nhìn đi. Các cổ ở cành Đông Nam chú trọng cái đẹp, dung mạo đẹp, khung cảnh đẹp. Nếu có càng tang thì càng tốt. Chuẩn bị xong chưa? Tao buông tay. Sao ngài nặng thế? Cô làm thế cũng đâu có được. Đứng lên. Chuẩn bị xong chưa? Truyền khí cho ta. Truyền khí. Ta đang nghĩ Điện Diêm đã hết cách với ngài rồi, hay là mình đổi đường khác. Hả? Vậy cô giải thích thế nào với trưởng công chúa? Tin ta, giải quyết trưởng công chúa dễ ợt. Còn ngài, kể từ mai hãy lo lên kiều, nhìn nhận lại việc làm hoàng đế bằng tâm thế khác. Biết đâu ngài sẽ muốn làm hoàng đế tử tế, tiện thể còn muốn cưới hoàng hậu. Nhưng mà giờ trẫm không muốn lấy vợ. Mời hai vị đại nhân vào điện. Sao lại có việc khởi tấu nữa? Thực sự không được mà. Sao mà không được? Hoàng thân quốc thích sao lại thế được chứ? Thôi, nghe hoàng thượng định đoạt đi. Khởi bẩm hoàng thượng, lễ bộ Lang Trung thẩm bất nghiêm, lại gả con gái út nhà mình làm thiếp cho Diễn Dương, đúng là mất thể diện triều đình. Lời này sai rồi. Diễn Dương là tôn thân hoàng thất, thẩm Lang Trung gả con có gì không được? Cần gì chuyện gì cũng gắn hai chữ thể diện vào? Xin hoàng thượng minh xét. Ban hôn. Ban. Không ổn lắm nhỉ? Để họ làm thông gia. Ồ, nhà hai ái khanh có con cái chưa có hôn phối không? Bẩm bệ hạ, nhà thần có đứa con gái vừa cập kê. Bẩm bệ hạ, nhà thần có đứa con trai chưa làm lễ trưởng thành. Được. Môn đăng hộ đối, trời sinh một cặp. Trẫm sẽ hạ chỉ ban hôn. Chuyện này ghi lại đi. Hai ái khanh sắp thành thông gia thì phải tương thân tương ái mới phải. Thần tạ ân điển bệ hạ. Lui đi, dễ ăn mừng sao?
Hoàng thượng, 30 vạn lượng làm xong hộ bộ đã phát từ lâu, nhưng tổng đốc Đường Song cứ đòi tiền và lương thực suốt, hễ có gì bất mãn là lại nhục mạ thần. Lão thần phò tá hoàng thượng hơn 10 năm, không có công lao thì cũng có công cán, đâu thể chịu nhục nhã thế này. Hoàng thượng à, thần già rồi, cơ thể này vô dụng rồi, xin được từ quan để về quê. Bệnh của Khanh gia lúc có lúc không, còn phát tác bất chợt, cả thế y của Trẫm cũng không chữa khỏi. Trẫm, hoàng thượng. Trẫm cũng luôn lo lắng cho Khanh, không đành lòng để Khanh mệt nhọc vì quốc sự nữa. Hay Trẫm ân chuẩn thỉnh cầu về quê của Khanh, rồi chọn thần tử có năng lực tiếp quản hộ bộ thay Khanh, san sẻ cho hoàng thượng. Lão thần chết muôn lần không hối hận, chờ hoàng thượng tìm được nhân tài, thần sẽ cáo lão về quê sau. Vậy nhưng sức khỏe Khanh gia, sức khỏe lão thần vẫn ổn, một ngày ăn một chén cơm to. Hoàng thượng yên tâm, có lão thần đây, ắt sẽ lo xong đống việc ở hộ bộ. Lão thần cáo lui. Trị vì Giang Sơn cũng y như quản lý công ty, nhiều nhân viên là cũng lắm chuyện. Nhít qua, một tớp người mới thay cho người cũ, quản lý cấp cao và trung cho nghỉ hưu là muốn nắm quyền. Ngày làm sếp, dù có biết rõ thì cũng không thể nói toạc ra, không thì sẽ làm người ta tổn thương, không tốt cho danh tiếng nữa. Tuy Trẫm không hiểu công ty cô nói là gì, nhưng Trẫm biết cô làm vậy chắc chắn vì muốn tốt cho Trẫm. Trẫm đăng cơ lúc niên thiếu, toàn bộ về sách lược trị nước, nhưng chưa có ai dạy Trẫm nên đối nhân xử thế ra sao. Giờ ngày học cũng chưa muộn, ta dạy cho. Những việc như ôm ấp hôn hít sờ tay mà không vì mục đích lập ta là hoàng hậu đều là giở trò lưu manh. Tiểu Thập, nào tám chuyện tí. Sắp giải quyết được hoàng thượng làm hoàng hậu rồi, còn gì để nói nữa. Ngày ấy là NPC, tôi tới để làm nhiệm vụ. Thích có phải không ổn lắm không? Tự mình cũng ý thức được, còn hỏi tôi nữa. Game này thiết kế vô lý quá, cứ bắt người chơi game yêu đương, họ không nghĩ. Khi đó rung động thật thì còn làm nhiệm vụ thế nào được? Lúc chia xa phải làm sao? Trình Nam Nam, đây chỉ là game, thật lòng là đằng ấy thua đó. Trưởng công chúa, hoàng thượng sắp phong ngươi làm hoàng hậu nhỉ? Công chúa nói gì ta không hiểu, còn giả ngu. Trong 3 ngày, hoặc là mạng kỳ yến, hoặc là mạng ngươi, ta phải lấy một. Sao hôm nay cô bất an thế? Có chuyện gì sao? Không lẽ là thuốc độc phát tác? Còn sớm mà. Cẩn thận. Tới đây. Vui không? Không biết điều. Đứng lại. Rõ ràng cô biết Trẫm có tấm thân bất tử mà còn đứng ra cản, đúng là làm bừa.
Ta cũng cúng quá nên quên. Ta đã đau dậy rồi mà ngài còn quát nữa. Rồi rồi, là trẫm sai, trẫm không nên mắng cô. Đều tại trẫm, không thì cô cũng không bị tay bay và gió thế này. Nếu ngài thật sự muốn bù đắp thì phong ta làm hoàng hậu đi. Cô ngủ sớm đi, sáng mai trẫm tới thăm cô. Trong 3 ngày ngài có thể phong ta làm hoàng hậu không? Vậy trẫm hỏi cô một câu. Ừ. Cô muốn làm hoàng hậu hay làm thê tử trẫm? Ý ngài là sao? Cô nghĩ kỹ đi, nghỉ ngơi sớm đi. Hoàng thượng, thích khách khai rồi. Hắn tới giờ la tình báo, bị Trịnh cô nương phát hiện. Mới nảy ý ám sát thánh giá. Người của trưởng công chúa sao? Theo thích khách khai, trưởng công chúa muốn ép vua thoái vị vào ngày mai. Trong 3 ngày hoặc là mạng chị Yến, hoặc là mạng ngươi. Rốt cuộc mình phải làm hoàng hậu hay thi tử nghe ấy? Tới ám sát à? Cô muốn làm hoàng hậu hay làm thi tử trẫm? Trưởng công chúa sẽ tạo phản vào ngày mai. Hôm nay nàng ấy phải xong nhiệm vụ chính làm hoàng hậu. Đúng rồi, theo yêu cầu của đông đảo khán giả, nàng ấy phải từ chối lời tỏ tình của Kỳ Yến. Tại sao phải từ chối? Mãi tôi mới uống nắng được tên vô dụng Kỳ Yến chỉ muốn chết kia. Tìm một thanh niên tốt có người thương có người yêu, tôi dễ dàng lắm hả? Mấy người cứ không ngừng kiếm chuyện, bảo cô nương không hầu nữa. Vậy nàng ấy có nghĩ tới nhiệm vụ thất bại thì streamer hết thời như ấy khó mà hot lại không? Vậy thì khỏi hot, bà đã chấp nhận. Ngày mai là trưởng công chúa ép vua thoái vị. Vậy ngài tính sao? Vậy cô muốn làm hoàng hậu hay làm thê tử trẫm? Cái này có gì khác nhau không? Nếu cô muốn làm hoàng hậu của trẫm thì trẫm sẽ giữ vững giang sơn này, răng long đầu bạc cùng cô. Nếu cô muốn làm thê tử của trẫm thì chúng ta sẽ ăn tới già chơi tới già, làm đôi phu thê thần tiên vui vẻ. Trịnh Nam Nam, ta thích nàng, nàng bằng lòng lấy ta chứ? Vậy ta muốn làm thê tử của chàng. Những việc như ôm ấp hôn hít sờ tay mà không vì mục đích lập ta làm hoàng hậu đều là giở trò lưu manh. Tuy trẫm không hiểu công ty cô nói là gì, nhưng trẫm biết cô làm vậy chắc chắn vì muốn tốt cho trẫm. Chúc mừng người chơi Trịnh Nam Nam hoàn thành nhiệm vụ, xin lập tức rời game. Kỳ Yến, tuy đây chỉ là game, nhưng ta vẫn như chàng mất rồi.
Alo chị Thượng, rõ ràng tôi vẫn chưa làm hoàng hậu. Sao đã hoàn thành nhiệm vụ rồi? Có phải kết vội quá không? Vì trong game tấm chân tình của cô làm khán giả cảm động, khán giả thay đổi thiết lập cho cô, nên cô hoàn thành nhiệm vụ. Do yếu tố không rõ, thiết lập bàn tay vàng của Kỳ Yến, nhân vật tuyến chính của câu chuyện đã biến mất. Cảnh báo, Chân Bình trưởng công chúa tạo phản lần nữa, Kỳ Yến nguy ngập. Alo chị Thượng, tôi muốn gặp chị. Ký hợp đồng này, cô sẽ là nhân viên test thử của trò chỉ nam tình yêu siêu thời không. Có thể về lại phó bản của hoàng đế Kỳ Yến, và sau này vào game cũng không cần nghe lệnh khán giả nữa. Nhưng mà trong 5 năm, cô chỉ được phục vụ game này và không được hủy hợp đồng. Kỳ Yến trong game đã không còn bút tấm thân bất tử nữa. Giờ cô có già cũng chỉ chết cùng anh ta. Vì một NPC, cô bán mình cho một công ty game suốt 5 năm. Cái giá đó rốt cuộc có đáng không? Có lẽ chị thấy yêu một NPC hơi nực cười, nhưng mà tôi đã yêu rồi. Chị hỏi có đáng không, tôi không biết. Tôi chỉ biết mình cần phải cứu anh ấy, không màng mọi giá. Chàng có muốn làm hoàng thượng của ta không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.